Nguyễn Lân Thắng, đối tượng có những hoạt động chống đối quyết liệt Đảng Nhà nước Việt Nam, thường xuyên là cộng tác viên tích cực đi thu tin, viết bài về những vấn đề đang diễn ra trong xã hội để phục vụ cho các trung tâm phá hoại bên ngoài và các đối tượng thù địch chống phá. Hắn ta có một đứa con gái mà hắn thường gọi với cái tên thân thương là Đậu. Bé Đậu còn rất nhỏ. Mọi thứ nhận thức xung quanh về thế giới, về gia đình và về chính bản thân của bé còn đang rất mập mờ, mường tượng định hình chưa có và chưa rõ ràng, và đặc biệt về chính trị thì tuyệt đối là không có. Ấy vậy nhưng đối với bé Đậu, một mầm xanh non nớt của tương lai đất nước cũng như gia đình đã bị người cha lầm đường lạc lối đầy tội lỗi nở lòng gieo rắc vào đầu cho bé những điều xấu xa, bẩn thỉu, những sai lầm tai hại của chính bản thân Thắng. Con đường sai lầm của Thắng đang muốn đứa con duy nhất của hắn tiếp tục bước. Cụ thể là Nguyễn Lân Thắng thường xuyên mang cháu Đậu đi tham gia vào các cuộc tụ tập biểu tình gây rối, đàn đúm nhậu nhẹt, ăn chơi vô vội vã, sai trái cũng như những kẻ ăn không ngồi rồi chỉ biết phá phách là nhóm Nô Du. Đội bóng Nô Du, nhóm người thường xuyên hoạt động phức tạp, chống phá, gây rối tình hình đất nước, tiếp tục tiếp xúc với các đối tượng xấu trong các diễn đàn và xã hội dân sự của người cha tội lỗi, thì ai dám đảm bảo rằng bé Đậu sẽ có thể lớn lên với những điều hồn nhiên, vô tư như những đứa bé khác đây. Thứ hai là người cha tội lỗi ấy cũng đã sử dụng rất nhiều những hình ảnh tư liệu của bé Đậu để nhằm mục đích tuyên truyền, tạo sự chú ý, sử dụng hình ảnh của con mình, một đứa trẻ non nớt vào mục đích tuyên truyền, chống phá và một phần trong kế hoạch thực hiện những hành vi sai trái. Kẻ tội lỗi đốt đội lốt cần cờ ấy cũng viết lại thư, những bức thư mà hắn gọi là tâm thư gửi cho cháu bé. Trong thư hắn đã thể hiện rõ ý đồ muốn con của hắn tiếp bước hắn trong quãng thời gian tiếp theo, đặc biệt là khi đứa bé lớn lên để cho hắn không cảm thấy mình cô độc. Bắt đầu manh nha sử dụng cháu bé như là một công cụ cho các hoạt động của mình. Trong tiếp xúc với những người xấu, dường như Nguyễn Lân Thắng đều thường xuyên đưa cháu đi theo. Trong các vấn đề khác không hề phù hợp với lứa tuổi, hắn cũng kéo cháu thi. Vì hắn là một rận chủ nhà nghề, hắn sử dụng một bài quen thuộc lâu nay nhiều kẻ thường hay sử dụng, đó chính là sử dụng những người già và trẻ em để hòng gây khó dễ, khó khăn trong quá trình xử lý của chính quyền, của lực lượng chức năng. Đó là một thủ đoạn cay độc, nếu thiếu nhân tính và vô cùng. Nhưng không ngờ Nguyễn Lân Thắng lại áp dụng nó cho cả chính đứa con do hắn đứt ruột khó khăn vô cùng mới có thể sinh ra. Ngạn ngữ xưa có câu, câu đó đã đi vào văn hóa dân tộc để đời sau không được hành động sai trái với đạo lý, với lương tâm của với chính giọt máu của mình, đó là hổ dữ cũng không ăn thịt con, chứ đừng nói chi là con người. Một con người như Thắng là một kẻ cũng không được học hành. Có lẽ Nguyễn Lân Thắng giờ đây đã mù quáng quá mức đến mức không phân biệt được hậu quả và sự đúng sai. Hắn ta đang đẩy tội lỗi với chính đứa con của mình, một quá trình đầy máu lạnh với chính giọt máu hiếm muộn của hắn. Hiếm muộn nhưng với hắn sẽ là công cụ chứ không phải là sự thiêng liêng. Trong chúng ta ai cũng hiểu rõ ràng rằng người lớn làm gì thì đó là con đường riêng của họ, đừng để ảnh hưởng đến trẻ thơ ngây ngô khờ dại, thanh khiết tâm hồn chưa vướng bụi trần. Bởi những tâm hồn non nớt ấy của bé Đậu chưa đủ đứng vững trước cuộc đời này, chứ chưa nói đến một cuộc sống mà người cha đang tạo ra cho bé. Tiêm nhiễm vào đầu những đứa trẻ như thế là một tội ác khó tha thứ được. Rồi đây khi đứa bé ấy lớn lên thì nó sẽ phải sống như thế nào, sống ra sao với cuộc đời này, với những gì xấu xa và bần tiện nhất mà người cha tội lỗi đã dành cho mình. Bé Đậu sẽ sống như thế nào và có tương lai như thế nào đây? Phải chăng người cha của bé không hiểu được điều đó, hay cố tình không hiểu, hay phải chăng là do sự thiếu tỉnh táo đến không nhận biết được bóng tối và nỗi đau tương lai hiện hữu? Thực chất, Nguyễn Lân Thắng đang cố gắng, nỗ lực nhằm tạo ra cái gọi là thế hệ sau mình, người sẽ tiếp bước mình với tâm nguyện và con đường sai trái mà hắn đang đi, chống lại cả dân tộc và loài người. Hắn đang cho thấy nỗi lo, sợ cô độc, cô đơn khi luống tuổi về già, và hắn đang trong quá trình thực hiện một sự ấu trĩ, sai lầm mà sẽ là điều khiến hắn ta hối hận sau này. Thật cay đắng thay, thật xót xa thay cho bé Đậu, thật phẫn nộ cho một người cha, một kẻ chống đối máu lạnh mất nhân tính hoàn toàn. Có câu, gia đình là hạt nhân của xã hội, Nguyễn Lân Thắng đang dùng yếu tố gia đình để cố tạo ra hạt nhân, nhưng lại là hạt nhân tội lỗi của xã hội này.
Điều đó thật quá đỗi bi kịch của cả một dòng họ, một cuộc đời, nhất là với bé Đậu. Tương lai nào cho bé Đậu với người cha vô nhân tính của mình? Chúng ta vẫn hy vọng một ngày gần nhất ánh mặt trời và sự tỉnh ngộ với Nguyễn Lân Thắng sẽ tha bé Đậu để bé có một tương lai tốt đẹp phía trước, thay vì đi vào vết xe đổ, vết bùn nhơ nhuốc của người cha tội lỗi.